Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục chính sách mới của kênh YouTube Thư viện Pháp luật. Ngày hôm nay chúng tôi xin tổng hợp những quy định mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. 1. Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng một tháng. Theo nội dung được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết 128/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, thì trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Như vậy, theo quy định tại Nghị định 38/2019 Nghị định Chính phủ về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thì mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng một tháng. 2. Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Với việc giữ nguyên mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng một tháng, thì bảng lương cán bộ, công chức, viên chức được tính toán theo bảng sau. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. 3. Mức lương tối thiểu vùng năm 2021. Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 được nêu tại Nghị định 145/2020 Nghị định Chính phủ, cụ thể là thực hiện theo Nghị định 90/2019 Nghị định Chính phủ như sau. 4.420.000 đồng một tháng, địa bàn áp dụng là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1. 3.920.000 đồng một tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2. 3.430.000 đồng một tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3. 3.070.000 đồng một tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4. 4. Tăng tuổi nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Theo quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động 2012, thì tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. 5. Tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến tỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Theo quy định tại khoản 3 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, mức hưởng khi đi khám đúng tuyến theo tỷ lệ là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước. Quy định trên được hiểu như sau: ví dụ bạn là người lao động làm việc trong một doanh nghiệp A thuộc đối tượng có mức hưởng là 80% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến, thì khi đi khám chữa bệnh trái tuyến trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, bạn sẽ được chi trả theo tỷ lệ là 60% của 80% chi phí điều trị nội trú, tức là 48% chi phí điều trị nội trú. Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được chi trả theo tỷ lệ là 100% của 80% chi phí điều trị nội trú, tức là 80% chi phí điều trị nội trú. 6. Chính sách về hưu trước tuổi thuộc diện tinh giảm biên chế. Hiện nay, điều kiện về tuổi để đối tượng thuộc diện tinh giảm biên chế được về hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ căn cứ theo Bộ luật Lao động 2012. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu tăng theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019. Vì vậy, chính sách về hưu trước tuổi đối với đối tượng thuộc diện tinh giảm biên chế cũng thay đổi và được cụ thể hóa theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định 143/2020. 7. Điểm mới tại Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Bên cạnh quy định mới về việc tăng tuổi nghỉ hưu trước đó, Bộ luật Lao động 2019 còn có rất nhiều nội dung mới ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động, đơn cử như chỉ còn hai loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do. Chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và hưởng nguyên lương. Người sử dụng lao động phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng. 8. Lịch nghỉ lễ Tết năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tết âm lịch năm Tân Sửu 2021. Về phương án nghỉ Tết âm lịch năm 2021 của người lao động, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2021 là 7 ngày, từ ngày 10 tháng 2 năm 2021 đến ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu. Lưu ý, các cơ quan đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ Tết âm lịch cho phù hợp. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu nghỉ một ngày vào ngày 21 tháng 4 năm 2021.
ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày một tuần, vào thứ Bảy và Chủ nhật, nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2021. Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày trên tuần vào Chủ nhật, nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Về phương án nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của người lao động, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021. Lưu ý các cơ quan đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ lễ Quốc khánh cho phù hợp. Đến đây thì video của Thư viện Pháp luật cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!